thì cô dắt cô khác thêm như vậy chứ đâu có thoải mái. Cái này là nó hơi một tỷ rồi, dư chị tiết cho con nha. Chị biết sao mới dư ra cái gì để là cái nó chảy ở gì con được là chứ không có gì kêu đó. Dạng ôm đẹp quá em. Mới thấy mực ong nó đâu đẹp. Mực ong ngon thôi chứ. Ăn thua mực ong thôi, ngon thôi, người đẹp này ảnh nhòi gì. Cái mực cá mực ong nó lội trong vậy không mà không có đẹp nổi đâu. Mua lại quá, cái này đi bắt nhà luôn á. Dạ. Ê mẹ ở dưới đây, để mới là. Dạ 1 cây đây nè. Cô đi bắt luôn hả cô? Dạ.